Con trai ruột Hoài Linh tiết lộ thói quen của danh hài trăm tỷ khi sang Mỹ. Dù sở hữu khối tài sản kếch xù, nhưng Hoài Linh vẫn vô cùng giản dị với những sở thích bình dân. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, anh Thành Vinh, con trai ruột của nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường của người cha là danh hài nổi tiếng. Vốn kín tiếng về đời tư, nên sự xuất hiện của Hoài Linh bên cạnh quý tử đang sống ở Mỹ khiến công chúng vô cùng thích thú và không khỏi tò mò. Liên hệ với Thành Vinh, hiện đang là chuyên gia ở hãng hàng không American Airlines, anh xác nhận với chúng tôi hình ảnh vừa đăng tải được anh ghi lại dịp cha ruột sang Mỹ. Tranh thủ thời gian cuối tuần, Thành Vinh đưa cha đi chơi và nấu ăn cho cha. Tại nhà riêng ở Los Angeles, Thành Vinh trổ tài nấu nướng và làm món cá mà hai cha con đều thích. Cần gì sơn hào hải vị chứ, cần gì cao sang, anh thổ lộ. Làm việc nhiều nhưng Hoài Linh lại có thói quen tiết kiệm. Sở hữu khối tài sản lớn nên thói quen này của Hoài Linh khiến nhiều người khó hiểu. Trước đây nhiều người cho rằng Hoài Linh ăn uống đạm bạc để tiết kiệm tiền, xây nhà, thờ tổ trăm tỷ. Tuy nhiên trên thực tế Hoài Linh thuộc tạng người, không ăn được nhiều và rất khó lên cân. Danh hài cũng chia sẻ, cái ăn thường xuyên của tôi là lết dưới đất ăn. Hoài Linh không thích ngồi vào bàn ghế nghiêm trang mà muốn ngồi ăn thật thoải mái. Sau thời gian nghỉ ngơi ở Los Angeles, Hoài Linh có lịch đi diễn nên hai cha con anh lại cùng khởi hành tới Utah với hai người bạn đồng hành là Hứa Minh Đạt và Quang Minh. Từ sân bay cho tới lúc ra biển ngắm cảnh, danh hài đều đi dép tông, dép kẹp, dép sọ ngón vô cùng giản dị, khác với hình ảnh lộng lẫy của nhiều sao Việt. Hoài Linh luôn ăn mặc bình dân ngay cả trong những chuyến xuất ngoại. Trước đó, danh hài từng gây bão mạng với hình ảnh diện áo bà ba kết hợp với dép tông tham quan Nhà Trắng và khám phá nước Mỹ. Lối sống giản dị, bình dân của Hoài Linh được cho là bắt nguồn từ cuộc sống nghèo khó ngày nhỏ của anh. Cho đến giờ khi đã nổi tiếng, Hoài Linh vẫn không thay đổi thói quen giản dị, làm việc chăm chỉ. Quan niệm sống của anh cũng tác động không nhỏ tới con trai ruột. Cụ thể, Thành Vinh từ bé đã có tư tưởng độc lập trong cuộc sống lẫn công việc, không dựa dẫm ảnh hưởng từ người cha nổi tiếng. Hiện tại, ngoài công việc ở hãng hàng không Hoa Kỳ, Thành Vinh còn là chủ một studio ảnh cưới cùng nhiều dự án phần mềm tiện ích. Anh tiết lộ dù hai cha con ở xa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại và qua mạng xã hội. Mỗi khi gặp vướng mắc hay băn khoăn về công việc, anh vẫn gọi điện hỏi kiến cha. Mỗi lần gặp nhau, hai cha con lại tâm sự đến khuya mới ngủ. Thành Vinh không ít lần bị cha hỏi thăm chuyện tình cảm, nhưng anh đều úp mở rằng tất cả tùy thuộc vào duyên số. Quyền Linh khóc nghẹn kể về quá khứ lên Sài Gòn lập nghiệp, xin bác cháu khê, xin râu ăn qua bữa. MC Quyền Linh chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn khi mới lên Sài Gòn, không có tiền phải xin ăn, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trước khi có cuộc sống sung túc, vợ đẹp và hai con gái xinh xắn, Quyền Linh từng có quá khứ nghèo khó khi quyết định khăn gói lên Sài Gòn lập nghiệp. Mới đây, MC Quyền Linh đã xuất hiện trong chương trình Ký ức khó quên. Trong chương trình, nam MC quốc dân trải lòng về những khó khăn mà bản thân phải đối mặt khi quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp. Quyền Linh không giấu được sự xúc động và nhiều lần rơi nước mắt khi nói về những ngày chật vật nơi xứ người. Trải lòng về quá khứ lần đầu tiên bước lên Sài Gòn, anh nói, đất Sài Gòn là một trong những mảnh đất màu mỡ và cũng vô cùng khó khăn. Dễ thì rất dễ, nhưng khó thì rất khó. Nhưng đối với Quyền Linh, những năm đó vô cùng rất khó, đến mức tưởng chừng mình không thể nào đứng trụ nổi đất Sài Gòn này. Một thân một mình, không nhà không cửa, không người thân bạn bè, không tiền bạc, tất cả đều là không hết. Thế nhưng ở dưới quê, Quyền Linh cứ nghĩ Sài Gòn là một thiên đường, nhưng lên đây mình mới biết nó không phải thiên đường, mà thậm chí nó là địa ngục, bởi vì nó quá gian khó, không có cái gì để mình có thể bám trụ được. Nó dồn mình dường như vào bước đường cùng. Có những lúc gần như mình không thể thở được, nó nghẹt thở tại đất Sài Gòn này. Mặc dù nó động lẫy như thế, nó phức tạp như thế, nó giàu có như thế, Linh cũng nghĩ, để thế nào có thể vươn lên thì nó cả là một chặng đường khó. Có những đêm, Linh cũng thức trắng đêm không phải vì không ngủ được mà vì đói quá, đôi khi lại nghĩ không biết ngày mai mình sẽ sống thế nào đây. Thế nhưng, nhớ lại những đêm ở Sài Gòn vì đói, MC Quyền Linh lang thang cả ngày lẫn đêm vì không thể kiếm nổi việc làm. Có đêm đang lúc đi lang thang bụng đói cồn cào, anh nhìn thấy một gánh cháo trắng bên đường, Quyền Linh đánh liều hỏi xin một bát. Chị bán cháo nói là phải chờ bán hết cho khách, nếu còn thừa thì mới đến lượt, ăn vét nồi. Mình nhìn khách đến ăn, nồi cháo cứ vơi dần mà tim như nghẹn lại. Đến 3 giờ sáng thì nồi cháo hết, nhưng thật may còn chút cháo khê ở đáy nồi, mình vét chỗ cháo còn. Ăn mà sao thấy nó ngon vô cùng tận đến thế này. Khi đó, Linh ăn dưa mắm nữa, nghĩ lại nó ngon còn hơn yến xào hay là sơn hào hải vị, Quyền Linh bộc bạch. Người ta sống ở Sài Gòn, đô hội, có tất cả mọi thứ, nhưng với Linh Sài Gòn lớn lắm mà mình lại không có gì cả. Cái màn rách không dám mở ra,
Hai bộ đồ không có gì cả, một cái nồi đen, vừa nứt vừa mớp nhưng là gia sản lớn nhất của mẹ. Lúc lên Sài Gòn có 2 lít gạo, một chai nước mắm, một hộp dao. Linh nói với mẹ rằng dù sống chết thế nào cũng phải bám đất Sài Gòn để thay đổi vì quá nghèo rồi, MC Quyền Linh chia sẻ. Mỗi lần nhắc đến khoảng thời gian khó khăn đó, Quyền Linh lại không kiềm chế được cảm xúc. Đôi mắt của anh ngấn lệ, giọng nghẹn ngào. Ở nhà còn 5 đứa em, một mái nhà gần như không nơi để che nắng che mưa vì nó trống. Mỗi lần mưa, không biết lấy gì để hứng. Càng đi đến Sài Gòn, Linh càng tự hỏi sẽ làm gì, ăn gì ở đâu. Lang thang giữa dòng người, rồi đi bộ đến trường sân khấu lúc 3 giờ sáng, nhưng không vào được vì lúc đó đã đóng cửa. Quyền Linh nghẹn ngào nhớ lại khoảng thời gian sống khổ trên thành phố. Đói quá, xin anh bảo vệ xem có chỗ nào để nấu cơm ăn không, nhưng rồi anh gọi vào ăn cơm cùng hũ chao mang dưới quê lên. Đó là lần thứ hai kỷ niệm không bao giờ quên được trong khoảng thời gian đầu tiên mới lên Sài Gòn lập nghiệp. Sau đó khoảng thời gian này khó khăn, Linh quyết định đi tìm việc làm tiếp. Linh đến các chợ đầu mối để kiếm việc nhưng mọi người đều bảo ở đây không còn việc. Nhưng anh nói anh không cần trả tiền cho em làm đâu, anh cho em rau quả không lành lặn đó để em mang về ăn. Từ một người con ở Tiền Giang lên Sài Gòn lập nghiệp, MC Quyền Linh thấu hiểu được sự khó khăn của những người không có gì. Giờ đây, khi mà thành danh, anh luôn nhận lời tham gia các chương trình dành cho người nghèo. Thậm chí anh không màng đến cát xê và còn tặng tiền ngược lại cho họ. Dù cuộc sống ở đây giàu có biệt thự tiền tỷ, nhưng MC Quyền Linh vẫn là con người giản dị với đồ chợ dép tổ ong. Trong cuộc sống, Linh đã cố gắng ngồi thật thấp. Trong showbiz, Linh cũng đã cố gắng nằm nếp sát đất để có thể thấp hơn tất cả mọi người. Và Linh luôn cúi đầu trước tất cả mọi người để được bình an, MC Quyền Linh bộc bạch. Có mẹ bầu nào sung sướng như Lê Phương, được chồng trẻ cưng chiều từ bữa ăn đến giấc ngủ như thế này. Mặc dù khá bận rộn với công việc kinh doanh riêng, nhưng ông xã của Lê Phương vẫn dành thời gian chăm lo bà xã của mình. Kể từ khi thông báo mang thai lần 2, thì Lê Phương hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong showbiz. Thay vào đó, nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ dưỡng, cũng như phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Nếu theo dõi trang cá nhân của diễn viên phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi vợ chồng. Đặc biệt hơn vào những tháng cuối của thai kỳ, ông xã Lê Phương còn cưng chiều cô hơn trước đây rất nhiều. Lê Phương khoe ảnh được chồng, dắt đi ăn kèm dòng trạng thái. Sáng chưa xế của mẹ bầu, còn chiều tối và khuya nữa. Dẫu bụng đã lớn nhưng Lê Phương vẫn thường xuyên đến cơ sở kinh doanh của chồng để phụ giúp. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ đang mang thai bé gái, đúng với nguyện vọng của đôi vợ chồng trẻ đang mong ước. Có mẹ bầu nào được như Lê Phương, chẳng những không mệt mỏi mà da dẻ ngày càng đẹp, tinh thần sảng khoái như thế này. Lê Phương tận hưởng thời gian ăn thai bên cạnh chồng mình. Dù ở ngoài đời hay đi công việc thì Lê Phương luôn được chồng tháp tùng cẩn thận và tình cảm vẫn dạt dào như lúc mới yêu. Lương Bằng Quang đăng tin tuyển người yêu mới sau một tháng chia tay, Ngân 98 gửi lời chúc phúc. Ngân 98 cho hay cô chưa muốn yêu vội sau chia tay và kêu gọi mọi người hãy gửi lời chúc phúc đến bạn trai cũ Lương Bằng Quang. Khi mọi người bận tâm chuyện quay lại, Ngân 98 lên tiếng chuyện chấm dứt với Lương Bằng Quang. Không chỉ vậy, cô còn chúc phúc đến bạn trai cũ khi anh đăng đàn tuyển người mới. Sau khoảng một tháng chia tay Ngân 98, Lương Bằng Quang gây tranh cãi khi đăng đàn tuyển bạn gái mới. Chứng kiến hành động của bạn trai cũ, trên trang cá nhân, Ngân 98 khá bình thản và mong mọi người đừng bàn tán về cuộc tình này nữa, cũng như gửi lời chúc phúc đến Lương Bằng Quang, cô chia sẻ. Một chút mở lòng vì quá nhiều người quan tâm đến chuyện tình của Ngân. Trước tiên, Ngân cảm ơn chị em đã nhắn tin an ủi Ngân. Nếu Ngân nói, Ngân quên bạn ấy rồi là Ngân nói xạo đó. Cái mà Ngân đủ bản lĩnh làm được bây giờ là hình ảnh của bạn ấy. Những gì liên quan đến bạn ấy, Ngân không còn thấy đau lòng hay bận tâm nữa. Ngân mong những ai yêu mến Ngân thì giúp Ngân chúc phúc cho bạn ấy. Vì bạn ấy đang thực sự rất cần người mới đó. Còn bản thân Ngân, nghĩ trước mắt Ngân phải giỏi hơn nữa. Không việc gì phải vội vàng cả, không cần vì cảm thấy cô đơn mà nắm tay bừa, phải mạnh mẽ lên. Tóm lại xin đừng trông chờ hay bàn tán gì thêm về cuộc tình này vì Ngân cũng đã quyết kết thúc rồi. Ngân 98 mong mọi người đừng hỏi những gì liên quan đến Lương Bằng Quang. Trong suốt 3 năm yêu đương mặn nồng, Lương Bằng Quang và người yêu kém 16 tuổi thường xuyên thể hiện tình cảm quá lố trên mạng xã hội. Cặp đôi còn gây chú ý khi cùng nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi có diện mạo mới, Lương Bằng Quang và Ngân 98 tuyên bố đường ai nấy đi. Khiến dư luận hoài nghi họ làm trò để PR tên tuổi, nhưng thực tế từ chia sẻ gần đây, dư luận phần nào hiểu họ chia tay. Không còn là trò đùa mà thành sự thật. Lương Bằng Quang và Ngân 98 từng có 3 năm bên nhau. Ngân 98 cho hay cô muốn mình giỏi hơn sau chia tay và không yêu vội vàng.
Trong bài phỏng vấn cách đây không lâu, Lương Bằng Quang từng chia sẻ sau chia tay anh và Ngân 98 vẫn ngủ chung. Nam nhạc sĩ cho rằng điều đó là tự nhiên, không có gì phải xấu hổ.